Liên quan đến vụ ném con ở chung cư Linh Đàm gây xôn xao dư luận những ngày qua mà chúng tôi thông tin, hôm nay Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra có hay không việc nữ sinh viên 21 tuổi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Ngày 23 tháng 10, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Theo Điều 124 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 để điều tra vụ cô gái ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm. Cảnh sát cho hay sản phụ hiện là sinh viên đại học năm thứ tư ở Hà Nội, đang được chăm sóc sức khỏe và được cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, ghi lời khai và củng cố tài liệu. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp tố tụng tiếp theo. Theo điều tra, sáng ngày 18 tháng 10, cô gái này đến căn hộ của bạn trai ở tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm, rồi có biểu hiện đau đẻ. Tối hôm đó, cô gái vào nhà vệ sinh để vượt cạn, nhưng thấy bé sơ sinh không thở nên mới bỏ vào túi ni lông, thả qua ô thông gió và rơi xuống sân chung. Theo các luật sư, nếu bị truy tố về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, theo Điều 124 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, thì hình phạt với cô gái nói trên có thể là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù tối đa 3 năm.